Chào các bạn, hôm nay thầy giới thiệu cho các bạn cái vận động thức khá thú vị trong vấn đề giải toán, đó là vận động thức Minkowski. Vậy cái vận động thức Minkowski là như thế nào và có nó những cái ứng dụng gì trong giải toán ôn thi trường chuyên của giáo sinh giỏi toán lớp 9? Thì mời các bạn tiếp cận bài học này. Đó là ứng dụng vận động thức Minkowski. Thì nhiều cái dạng, có những cái dạng khác nhau, những cái dạng phổ biến là A, B, C, D, những cái số thực thì ta sẽ có là như này, căn của A bình cộng B bình cộng với căn của C bình cộng với D bình thì sẽ được là căn của A cộng C bình, B cộng C bình. Dấu vang sẽ ra ở vận động thức này khi đó là A, D cộng B, C, rồi A, C cộng B, C phải lớn hơn các bạn nhé, bởi vì đáp án sẽ thuộc về. Chúng ta có thể mở rộng ra, mở rộng rằng có thể là 3 căn thức, 4 căn thức, 5 căn thức, có thể mở rộng là cho các bộ số A1, A2, An, B1, B2, Bn. Thì ta sẽ có là căn của A1 bình cộng với B1 bình cộng với căn của A2 bình cộng B2 bình cộng căn của An bình bên thì sẽ bằng căn của A1 cộng A2 cộng A lần tất cả cộng A2 cộng A n tất cả bình cộng với B1 cộng B2 cộng B n tất cả bình. Dấu vân sẽ ra, dấu vân sẽ ra thì phải suy ra cái bộ A1, A2, An, B1, B2, Bn tỷ lệ. Còn nếu mà giữa cả thì đấy là điều thứ nữa, còn ngoài ra còn các điều kiện khác, bởi vì ta phải là cụ thể là nếu mà dấu vân xảy ra thì phải là bộ tỷ lệ với một cái tỷ lệ các cái bộ này là tỷ lệ và khi hệ số tỷ lệ nó bị dương bằng nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta áp dụng giải một số bài toán. Các bạn giải cái bài toán 1. Bài 1 giải phương trình căn của x bình phương cộng với 22 x cộng với 61 cộng căn của x bình phương trừ 14 x cộng cho 113 bằng căn 338. Bài toán này các bạn giải như thế nào? Thế thì bài toán này thì các bạn chú ý là đầu tiên là các bạn phải đặt điều kiện. Đấy. Đầu tiên là phải đặt điều kiện. Điều kiện thì các biểu thức trong căn này phải được không? Điều kiện xác định này, điều kiện. Bạn sẽ bình cộng với 2 sơ
sẽ hoàn thành đầu tiên sẽ là ít sơ cầu sọc tất cả bình phương còn hay không? Ít sơ cầu sọc tất cả bình phương đây là còn 36 lên còn hay không? Lớn hơn không? Còn đây sơ trừ 7 tất cả bình phương là 49 rồi thì anh ta còn hay là gì? 64 lớn hơn không? Thì cái đấy cũng gọi ít sơ không phải không? Và từ đây chúng ta sẽ đánh giá bên trái. Vậy phải gọi bên trái là P. Chúng ta sẽ có P sẽ bằng hiện tại bằng X cộng 6 tất cả bình phương cộng với 25 cộng 5 bình phương cộng với căn của P thì lại là 7 trừ X tất cả bình phương cộng với 6 tức là 8 bình phương. Bây giờ chúng ta áp dụng Minkowski vào về trái thì sẽ có là gì? Áp dụng Minkowski cái này là A, cái này là B, cái này là C, cái này là D. Cái trong Minkowski nha, áp dụng Min cái này sẽ được một căn của X cộng 6 cộng 7 trừ X bình phương cộng với 5 cộng 8 tất cả bình phương bằng 13 bình phương cộng 13 bình phương cộng với căn này cũng là 13 bình phương. Đây căn 3 là 38. Và dấu bằng xảy ra về thông tin thì dấu bằng xảy ra x cộng 6 trên 7 trừ x bằng 5 phân 8 thì cái này chính là x. Vậy ta tìm được x trừ 1. Ta chuyển sang bài số 2. Bây giờ là bài 2. ABC lấy cái số dương AB cộng với BC cộng với CA bằng ABC chứng minh phần đáp án này căn của BB cộng với 2AB trên AB cộng với căn của BC cộng với 2 BB trên BC cộng căn của AB cộng với 2C trên CA lớn bằng căn 3. Thì với bất đẳng thức này thì gọi bên trái là P. Thì ta sẽ có P sẽ bằng các bạn đưa về vào căn thì đây chính là căn của AB bình trên AB bình là 1 trên AB cộng với 2 AB trên AB bình tức là 2 trên B bình cộng với đây là thế 1 trên B đây bằng C là 1 trên B bình cộng với 2 trên C bình cộng với căn của 1 trên C bình cộng với 2 trên
án áp dụng minh cột thi thì phải sẽ lớn bằng áp dụng các đặc tính minh ta sẽ lớn bằng là 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C tất cả bình. Rồi đây là căn 2 là căn 2 căn 2 trên B cộng với căn 2 trên C cộng với căn 2 trên A tất cả bình. Đấy. Thế nên cái này sẽ bằng đây là A với cộng 1 là 3 là căn 3 của căn của 1 trên A tất cả căn của 1 trên A cộng 1 trên B tất cả bình tức là 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C. Và cái này quy đồng lên thì thầy sẽ bằng là căn 3. Và điều phải chứng minh dấu bằng sẽ là thì vậy thì khi A bằng B bằng C bằng A lập bằng A bình là bằng 1 phần 3. À đây này là dấu bằng sẽ đặt khi nào? Dấu bằng sẽ đặt khi này. Thì đây thay vào đây là 2 A bình, 3 A bình bằng A lần. Vậy cái tương đương với A bằng B bằng C bằng A bằng A. Bài số 3. Và đây là thay đổi dần em giải này. Bài số 3 đây là chi tiết. Đó là ít sơ ý là những cái số thực. Bài 3. Với ít sơ ý thì em chứng minh. Thì thầy hướng dẫn các em bài này thì các em phải biết bảo theo công thức định giải. Đấy. Thế đây cụ thể là các bạn phải phân tích là sơ bi trừ sơ bi cộng với bi thì nó sẽ bằng sơ trừ bi trên hai tất cả bi cộng với căn ba trên hai bi tất cả bi. Chẳng là mình thức được. Đó là các bạn có thể biến đổi như thế này là y trừ sơ trên hai tất cả bình cộng với căn ba trên hai y sơ tất cả bình rồi y bình phương và y phương trừ y z cộng với z bình sẽ bằng căn đây là y trừ đi z trên hai cộng với căn ba trên hai sẽ tất cả bình phương. Các em sử dụng Minkowski vào đây ra kết quả các bạn nhé. Thì bài toán như vậy để thầy hướng dẫn các bạn làm thôi, còn các em phải thực hiện thì nó mới hiệu quả được. Thì đây là một số cái bài tập về ứng dụng bản đặt thức Minkowski, một bản đặt thức mà có thể đề cập trong cái vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi và của trường chuyên. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở buổi trình nhật.